nay thì Phi Hùng mới thực sự có một cái chuyến trải nghiệm vô cùng là đặc biệt và vô cùng háo hức. Đó là sẽ khám phá đảo Bình Ba. Và Bình Ba trước giờ thì chúng ta cũng biết được là gần địa phận Cam Ranh, và đây là một địa điểm du lịch. Và được biết nơi đây thì có rất là nhiều hải sản ngon. Hùng thì là mê ẩm thực, và hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức những món đặc sản gì thì chúng ta hãy cùng bắt đầu từ đây nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ đi một cái hành trình, đó là đi trên chiếc cano này để ra đảo Bình Ba. Cắt hết những âu lo muộn phiền, thành thời ban chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn khoai tiếng cười, chén lẫn những giọt mồ hôi. Người ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió áp dù là môi mềm, chào một ngày nắng lên. Ôi ôi. Có một dòng sông Hùng nè. Đó. Và nếu như mỗi người mà không ăn hết được 5 con thì sẽ bị phạt. Đó, cả nhà thấy không? Tôm hùm bắt từ ngay dưới biển lên vẫn còn tươi, vẫn nhảy lên tách luôn nè. Và đặc sản ở Cam Ranh đó chính là tôm hùm. Làm món gì đây? Đưa vô bếp thôi. Đó, cả nhà thấy không? Tôm này, cá này. Cá này mà mình nướng hoặc là hấp cũng rất là ngon này. Đây tôm nè, cá nè. Mình sẽ bắt khoảng 10 con cá nữa. Đây là ngày hôm nay là một cuộc thi. Cuộc thi ăn hải sản. Mỹ thì đây là một cái điều quá hạnh phúc luôn. Vừa tình cảm mà món ăn lại ngon nữa. Ôi nặng quá. Wow. Ôi trời nặng quá. Con tôm này nó ngon lắm, nó ngon mà cái thịt nó ngọt, cái vỏ nó mỏng. Con tôm này nó rất là nhiều thịt. Ngọt nữa mà bắt từ ở dưới biển lên luôn.
I love tôm hùm. Anh yêu em tôm hùm. Yêu từng cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thành thang.